Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ vào tối qua, nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Đây là địa phương thứ 5 xảy ra ngập úng trong những ngày vừa qua. Từ 19 giờ tối qua ngày 7 tháng 6, mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Chỉ sau vài chục phút, nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 3 xuất hiện các điểm ngập úng từ 20 cho đến 40 cm. Nút giao thành phố Sông Công trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ùn tắc. Giao thông tại các tuyến quốc lộ 37, đường tỉnh 252, 261 đều gặp khó khăn. Thái Nguyên là địa phương thứ 5 xảy ra ngập úng sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Cao Bằng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 tháng 6, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35 độ C. Đến ngày 14 tháng 6, miền Bắc lại mưa lớn diện rộng, dự báo kéo dài cho đến ngày 17 tháng 6. Quý vị, do tình hình mưa to kéo dài đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ làm 3 người thiệt mạng, nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân bị thiệt hại. Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mưa lớn trong đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10 tháng 6 đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Tại huyện Hoàng Su Phì, mưa lũ đã cuốn trôi hai bố con anh Lý Trản Họ, sinh năm 1997, và người con là Lý Hưng Thịnh, sinh năm 2021. Tại xã Nghĩa Thuân, huyện Quản Bạ, mưa to khiến ta luy dương sạt lở, khiến bà Lò Thị Cho, sinh năm 1982, tử vong. Toàn tỉnh thiệt hại trên 9 hectare hoa màu, hàng trăm nhà dân bị sập, ngập úng, nhiều cống, cầu bị cuốn trôi, một số tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 100 phương tiện xe ô tô và xe máy ngập nước. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 19,5 tỷ đồng. Cơn mưa lớn đêm hôm ngày 9, rạng sáng ngày 10 tháng 6 đã khiến cho nhiều địa bàn trên địa bàn thành phố Hà Giang thì đã bị ngập úng cục bộ. Ngay sau khi có hiện tượng ngập úng cục bộ xảy ra thì các lực lượng chức năng cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đã có mặt tại các điểm để hỗ trợ người dân đi lại cũng như là di rời tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. Ở gia đình nhà tôi bây giờ thì nước là vào ngập trong nhà lênh láng hết rồi, mà không phải những nhà tôi mà hàng xóm cũng thấy hết. Nước trong nhà bây giờ lội lên đến nói không phải lội lút hết đùi rồi. Đồ đoàn ở dưới nhà rồi, đồ ở bên chỗ cái xưởng rửa xe này là cũng đi hết, không còn cái gì nữa. Nước từ lúc 4 giờ sáng đến bây giờ nó lên khoảng tầm 40 phân. Còn ngập hết máy điện tử các thứ, vừa đi cứu từ lúc 3 giờ sáng đến bây giờ. Còn chị cô thì bán gạo đại lý ở dưới này thì cũng ngập hết sạch rồi. Anh em cũng huy động lực lượng xuống hộ, gia đình cũng chỉ được một phần thôi, không được 100% đâu, bởi vì nước nó lên nhanh quá. Nói chung là dân quân rồi là công an rồi là bộ đội rất là nhanh và rất là giúp đỡ nhiệt tình. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng xuống giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo ổn định cuộc sống. Sau khi nhận tin của người dân lúc 3 giờ sáng thì đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị cùng các cái dụng cụ, phương tiện. Đấy, nó xảy ra rất nhiều điểm, đặc biệt là khu trường nội trú, khu Phương Thiện và một số điểm nữa. Đấy, đã giúp dân di chuyển tài sản, rồi các cái dụng cụ phương tiện của các hộ gia đình và người dân. Đặc biệt nữa là có một hộ gia đình có 4 người mà không thể thoát ra ngoài được. Mà trong khi đó là nước ngập sắp không thể thoát ra ngoài và đơn vị đã trực tiếp phá rỡ nóc nhà để cứu được 4 người, gồm có 2 vợ chồng và 2 trẻ nhỏ thoát được ra ngoài an toàn. Trước thực tế mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai, nhất là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có mưa lũ xảy ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng chống mưa lũ và coi công tác phòng chống lụt bão là nhiệm vụ chính, và khi có lũ, nhân dân tự giác tham gia và sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để ứng cứu, khắc phục kịp thời, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ trên thượng nguồn sông Lô, Hà Giang, sông Gâm, Cao Bằng và một số sông nhỏ thuộc Sơn La, Bắc Giang xuất hiện một đợt lũ. Đáng chú ý, mực nước cao nhất trên các sông ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Lô tại Hà Giang, sông Gâm tại Bảo Lạc vượt mức báo động 3. Mực nước các hồ ở Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang hiện đều cao hơn so với cùng kỳ, cần đặc biệt chú ý theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo lũ. Nhận định trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Lô tại Hà Giang
có khả năng đạt đỉnh trên báo động 3 khoảng 0,8 m, sau giảm, lũ trên sông Gâm tại Bảo Lạc, Cao Bằng dao động trên báo động 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 57 ngày 10 tháng 6 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi Trung du Bắc Bộ. Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh không được lơ là chủ quan, tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục nhanh nhất hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, sớm ổn định lại đời sống cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thuộc vùng núi Trung du Bắc Bộ huy động lực lượng tập trung tìm kiếm những người bị mất tích, cứu chữa cho người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị nạn, nhất là những gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa, gia đình neo đơn, hộ nghèo khó khăn. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thưa quý vị, cơn mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến trưa ngày 9 tháng 6 khiến hàng loạt tuyến phố ở các quận trung tâm thành phố Hải Phòng ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân và phương tiện di chuyển khó khăn. Tại Quảng Ninh, mưa lớn cũng gây ra ngập cục bộ ở thành phố Uông Bí, thành phố Hạ Long. Theo thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng, mưa lớn xuất hiện từ 3 giờ ngày 9 tháng 6, kéo dài đến trưa cùng ngày. Lượng mưa đo được khoảng 260mm. Khoảng 10 giờ cùng ngày, mưa lớn kết hợp chiều cường dâng lên cao dẫn đến hàng loạt tuyến phố trung tâm ngập sâu từ 30 đến 60cm. Trong đó, khu vực 312 Hùng Vương, Hồng Bàng, một số điểm khu vực Lê Hồng Phong, Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An ngập sâu tới 60cm. Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa to kéo dài từ đêm ngày 8 tháng 6 đến trưa ngày 9 tháng 6 gây ngập lụt ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực thành phố Uông Bí, huyện Hải Hà, thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Lượng mưa ghi nhận tại thành phố Uông Bí trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở, sụt lún. Nhiều tuyến đường tại thành phố Uông Bí bị ngập sâu, gây ách tắc cục bộ, khiến nhiều xe ô tô bị chết máy, ngập nước. Đến trưa ngày 9 tháng 6, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị thiệt hại. Hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, cục bộ có mưa to, nhất là khu vực Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Đáng chú ý, từ chiều qua đến sáng sớm nay, mưa lớn kéo dài nhiều giờ ở các tỉnh miền núi phía Bắc có thể khiến nhiều nơi bị sạt trượt mặt đường, gây đứt gãy. Các phương tiện lưu thông cần chú ý an toàn. Cũng theo cơ quan khí tượng, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh đã gần bão hòa trên 90% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện của các tỉnh miền núi. Rạng sáng nay tại thành phố Hà Giang, mưa như chút khiến một số địa điểm trên địa bàn thành phố ngập sâu hơn 2m, nhiều gia đình không kịp sơ tán đồ đạc. Mưa xối xả dội xuống thành phố Hà Giang lúc tầm 3 giờ sáng, 30 phút sau nước từ các đỉnh núi xung quanh đổ xuống đường như dòng thác. Tại một số khu dân cư, nước dâng cao, người dân phải trèo lên mái nhà chờ giải cứu. Các tuyến đường trung tâm thành phố như Trần Phú, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Linh ngập từ 20 đến 60cm, giao thông tê liệt. Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ tại thành phố Hà Giang là 110mm, huyện Bắc Quang là 120mm, huyện Vị Xuyên hơn 360mm. 4 giờ 30 phút, mực nước trên sông Lô tại trạm thủy văn thành phố Hà Giang đã vượt báo động 3 0,05m. Trong những giờ tới, nước tiếp tục dâng lên trên báo động 3 từ 1 đến 1,5m, diện ngập lụt sẽ mở rộng.